Tuyển bóng đá Pháp Paris Saint-Germain đang tiếp tục chuyến du đấu Nhật Bản lần đầu tiên sau 27 năm. Đặc biệt lần này vé cho các trận đấu theo lịch trình của họ đang được bán dưới dạng MST. Theo thông báo, vé MST Tour Nhật Bản sẽ có 3 vé cao cấp cho mỗi trận trong tổng số 3 trận và sẽ được bán cho đến hết ngày 13 tháng 7. Các cổ động viên mua vé xem các trận đấu của PSG tại Nhật Bản sẽ có quyền truy cập vào khu vực VIP của địa chỉ và có thể tương tác cá nhân với một số cầu thủ ngôi sao của PSG và thậm chí là chụp ảnh thần tượng. Lần cuối cùng PSG đi du đấu đến Nhật Bản là vào năm 1995 và để kỷ niệm sự kiện này, câu lạc bộ sẽ bán một chiếc MST kỷ niệm. Trận đấu đầu tiên của đội sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 7, giao đấu với Kawasaki Frontale thuộc G1 Language. Thời gian qua, các câu lạc bộ cho thấy xu hướng nắm bắt nhanh chóng các đổi mới liên quan đến tiền mã hóa. PSG là một trong những tổ chức thể thao đầu tiên áp dụng. Tháng 12 năm 2020, câu lạc bộ bóng đá Pháp đã phát hành MST trên Binance Launchpad nhằm thu hút những người hâm mộ trên toàn thế giới, trong khi PSG trở thành câu lạc bộ bóng đá đầu tiên bán vé dưới dạng MST. Các câu lạc bộ thể thao nổi bật khác cũng không kém cạnh khi áp dụng đổi mới liên quan các bộ sưu tập kỹ thuật số.